Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, xuất hiện hình ảnh đáng chú ý của Galaxy Z Fold 6. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ smartphone gập, Samsung tiếp tục dẫn đầu xu hướng này với sự ra mắt của Galaxy Z Fold 6 vào năm nay. Theo nguồn rò rỉ, mẫu smartphone gập cao cấp này sẽ có một cải tiến đáng chú ý về thiết kế màn hình bên ngoài. Cụ thể, leaker nổi tiếng Ice Universe vừa chia sẻ hình ảnh một phần của màn hình ngoài trên Z Fold 6. Có thể thấy viền bezel của màn hình đã được Samsung cân chỉnh để tạo sự cân đối và thẩm mỹ hơn. Điều này gợi ý rằng kích thước của màn hình ngoài trên Z Fold 6 sẽ được mở rộng, giúp người dùng tận dụng tốt hơn khi sử dụng điện thoại ở trạng thái đóng. Tuy nhiên thì màn hình này sẽ không quá lớn để duy trì sự cân bằng trong thiết kế. Ngoài ra, các dò rỉ cũng cho biết Samsung có thể chỉ ra mắt duy nhất một mẫu Z Fold 6 trong năm nay. Thay vì có thêm phiên bản Z Fold 6 Ultra như các thông tin trước đó, điều này có thể giúp hãng tập trung nâng cấp và cải thiện trải nghiệm trên mẫu Z Fold 6 tiêu chuẩn. Tin tức tiếp theo, dò rỉ chip Google Tensor G5 dành cho Pixel 10. Trong những năm gần đây thì Google đang dần khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực chip di động với dòng Tensor. Và theo thông tin mới thì công ty đang tiếp tục những nỗ lực này với việc phát triển chip Tensor G5 trên nền tảng công nghệ 3 nanometer của TSMC. Theo các nguồn tin, chip Tensor G5 được sản xuất tại nhà máy của TSMC thay vì là Samsung như trước đây. Đây là một đột phá vô cùng lớn nhằm mang lại hiệu suất và hiệu quả năng lượng tốt hơn. Đáng chú ý, chip Tensor G5 sẽ sử dụng công nghệ fan-out tích hợp giúp giảm độ dày và tăng hiệu suất sử dụng điện. Ngoài ra, máy cũng được trang bị 16GB RAM, tăng cường khả năng xử lý AI và các ứng dụng đa nhiệm. Những nâng cấp này hứa hẹn góp phần nâng cao hiệu năng và khả năng tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên các thiết bị Pixel mới, đặc biệt là Pixel 10. Đây là nỗ lực rất đáng kể bởi gần đây thì Google đã phải đối mặt với một số thách thức trong quá trình phát triển chip Tensor. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, smartphone với Snapdragon 8 Gen 4 rẻ nhất thế giới. Báo cáo mới nhất từ Digital Chart Station, Redmi K80 Pro, mẫu flagship tiếp theo của nhà Redmi, sẽ sở hữu cấu hình ấn tượng và hứa hẹn trở thành một lựa chọn vô cùng đáng giá. Điểm nhấn của chiếc máy chính là vi xử lý Snapdragon 8 Gen 4, một con chip được sản xuất trên tiến trình 3 nanometer thế hệ thứ 2 của TSMC, mang lại hiệu năng vượt trội so với các chip Android thông thường. Cùng với đó, máy sẽ được trang bị màn OLED 120Hz, pin 5500mAh và sạc nhanh 120W. Những thông số này cho thấy Redmi K80 hoàn toàn có thể trở thành một quái vật hiệu năng trong phân khúc cận cao cấp hay thậm chí là flagship với mức giá dự kiến là khoảng 10,5 triệu đồng, vô cùng hấp dẫn so với hiệu năng mà máy mang lại. Dự kiến K80 Pro sẽ được ra mắt sau Xiaomi 15, mẫu smartphone đầu tiên sở hữu con chip Snapdragon 8 Gen 4. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.